Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em lại có thêm một chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản C300. Chiếc này của em là màu xanh Kawasaki, nội thất màu nâu, biển số thành phố, em đã cho rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này của em thì mới chạy được có hơn 1 vạn km thôi, còn khá là mới. Chiếc này là C300 ạ. C300 thì nó chỉ có một phiên bản thôi, bản AMG. Chiếc xe này thì được sử dụng lốp Michelin. Lốp Michelin là một loại lốp êm và khá là mỏng so với những loại lốp như Biaston hay là Dunlop. Thì lốp Michelin hơi mỏng. Tuy nhiên là mỏng thì nó sẽ lại mang về cái option cho quý khách, đó chính là nó rất là êm. Và khi chúng ta chạy ở tốc độ cao thì nó sẽ giảm được tiếng ồn khá là nhiều. Bản này là bản AMG, bản cao cấp, cho nên là được trang bị thêm camera 360 độ, có đèn Mantebin. Đèn Mantebin là công nghệ đèn mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ, trên được trang bị trên tất cả những chiếc xe Mercedes-Benz đời cao mới nhất thời điểm bây giờ thì được trang bị đèn Mantebin, công nghệ đèn cao cấp nhất. Nếu như anh chị nào muốn tìm hiểu cái công nghệ đèn Mantebin này thì có thể lên Google search cho em, thì sẽ hiểu rõ về công nghệ đèn này hơn. Màu xanh Kawasaki, màu này mà ra nắng thì nó rất là giống Porsche. Đó, màu xanh rất là ngầu và đẹp. Sơn zin của chiếc xe này còn khoảng đến 90% ạ. Khá là mới. Sản xuất 2019. Cốp để đồ thì cũng khá là rộng rãi cho một chiếc xe 300. Chiếc này thì thiên về cái công nghệ, thứ nhất là đèn Mantebin, thứ hai là chiếc xe này có công suất mã lực khá là lớn. Nếu như em nhớ không nhầm thì chiếc xe này có công suất lên đến 258 mã cho một chiếc sedan. Đó, màu xanh Kawasaki rất là đẹp. Chiếc xe này thì bên em vẫn có thể hỗ trợ anh chị vay đến 70%. Và tất nhiên là sẽ bao trách hãng, tết hãng toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị về chất lượng xe cũng như là km luôn, đảm bảo 100% là zin ạ. 4 quả lốp thì nguyên zin theo xe và không hề bị chém xước ở cái vành này, không hề bị chém xước một chút nào, rất là giữ zin và cẩn thận. Chiếc xe thì còn khá là mới. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy được cái nước sơn này. Chiếc xe này thì bên em đã cho đánh bóng phủ ceramic, cho nên là nhìn nước sơn của nó thậm chí là còn có thể so sánh được với những chiếc xe mới ạ. Nội thất màu nâu. Chiếc xe này thì có hai màu nội thất cơ bản nhất, đó chính là màu nâu và nội thất màu đen. Thì chiếc này của em mang nội thất màu đen ạ. Đó. Trên một chiếc xe 300 thì không thể thiếu cái option là cửa nóc rồi. Đó. Từ những cuối năm 2013 thì tất cả những chiếc xe C300 đều được trang bị cửa sổ trời. Đó. Hiện tại thì chiếc C300 này đã được sử dụng chìa khóa thông minh mà, chìa khóa mới. Đó, rất là xịn sò và nhìn nó rất là đẹp. Ở đây thì không hề bị xước sát hay là bị xấu một chút nào, nó vẫn còn khá là mới. Và mọi người đang nhìn rất là rõ cái màn hình trung tâm và vô lăng cũng như là toàn bộ khung cảnh phía trước của chiếc xe. Đó. Một chiếc Mercedes-Benz để làm một chiếc xe siêu lướt thì nó phải đạt những cái tiêu chuẩn nhất định. Chiếc xe này thật sự là còn rất là mới và khá là đẹp. Đó, các cơ quan chuột thông minh ở đây cũng vậy, không hề bị xước một chút nào luôn. Trên chiếc xe này được trang bị loa Bumaster và có thêm loa trần ở trên mặt táp lô. Đó. Vô lăng cũng là vô lăng đời mới rồi ạ. Có màn hình sử dụng phông tiếng Việt và chúng ta sẽ dễ dàng cài đặt sử dụng hơn. Đó. Còn bây giờ thì xin phép để em cho mọi người được biết về giá của nó cũng như là để cảm nhận về chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang bán với giá là 1 tỷ 789 triệu cho một chiếc Mercedes-Benz phiên bản
C300 màu xanh Kawasaki, nội thất màu nâu, biển thành phố. Nếu như anh chị muốn mua trả góp thì hãy chuẩn bị cho em khoản tiền khoảng cỡ 600 triệu. Em sẽ làm thủ tục trả góp để hỗ trợ anh chị lấy xe sớm nhất. Ở đây thì có cả đèn viền ở cánh cửa vào buổi tối thì rất là đẹp ạ. Và đặc biệt là trên chiếc xe này thì chúng ta có thể thay đổi màu 64 màu. Đó. Rồi, nước sơn của nó thật sự là còn khá là mới. Bây giờ thì em sẽ cho mọi người ngắm qua ngoại thất một chút nữa trước khi kết thúc video ở đây. Đó, sơn nó rất là đẹp. Có camera 360 độ. Nếu như quý anh chị muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe này thì có thể inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Cậu em của em đang tác nghiệp đây, sẽ gửi đến mọi người những bộ ảnh, hình ảnh đẹp nhất và thực tế nhất của chiếc xe này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người đừng quên lấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.